Hai chào anh em, chào mừng em quay trở lại với Tokyo Camera. Và lần trước thì mình đã đập hộp trên tay nhanh chiếc Insta 360 One RF phiên bản Twin Edition này rồi đúng không nào? Lần trước thì chúng ta cũng không có thể trao đổi với nhau được gì nhiều bởi vì lúc đấy mình vừa mới bóc siêu ra và mình cũng chưa thể kịp đi trên tay cái chiếc Action Cam này anh em ạ. Một vài ngày vừa qua thì mình cũng đã thử quay qua một số các shot hình ngắn ở trên em Action Cam này. Cũng như là mình test qua về cái khả năng chống rung và chất lượng hình ảnh, chất lượng video, màu sắc ở trên chiếc Action Cam này. Và phải nói rằng là cái chiếc camera 4K này này, năm nay họ làm chúng ta rất tốt anh em ạ. Đảm bảo với anh em luôn là cái chiếc camera này năm nay họ hoàn thiện chúng ta rất là tốt, chăm chút chúng ta về màu sắc, về chất lượng hình ảnh, chất lượng ảnh chụp và chất lượng video cực kỳ là tốt luôn, kể cả khả năng chống rung nữa. Với cái chiếc camera này thì khi mà mình bật cả chế độ HDR lên, Active HDR High Dynamic Range lên, thì em nó sẽ cho chúng ta một cái màu sắc, một cái giải màu giải sáng cực kỳ là đẹp luôn đấy. Và anh em có thể xem qua một clip mà hôm đấy mình chỉ quay chơi chơi kiểu timelapse bình minh một chút thôi. Hôm đó anh em dở chứng dậy lúc 6 giờ sáng nên là mình quay được một shot ngắn ngắn, anh em có thể xem. Màu cực kỳ đẹp đúng không nào? Mọi thứ nó sắc nét từng chi tiết, và khi mà mình mang ra ngoài mình quay, đặc biệt là những ngày trời nắng, màu sắc nó lên trong ta màu xanh, màu vàng nắng nó lên cực kỳ là tốt, trời rất là trong. Đó là cái sức mạnh của cái chiếc module camera 4K siêu nhỏ như thế này trên cái chiếc One RF. Đó là cái điểm đầu tiên. Tiếp theo là về khả năng chống rung của nó, thì năm nay mình cảm nhận được rằng là cái flow state stabilization của em nó cho chúng ta cái khả năng chống rung nó ổn định hơn năm ngoái khá khá nhiều nữa. Đó là với chiếc camera 4K này, cái cảm nhận đầu tiên của mình đó. Về cái khả năng gọi là đo sáng cũng như là cân bằng sáng của nó khá là tốt anh em ạ. Khi mà mình chuyển từ trong nhà ra ngoài, mình để chế độ auto nhá, thì em nó lập tức nó chuyển cái khả năng đo sáng chúng ta rất là tốt luôn. Từ trong nhà nó đang tối, nó phải để ISO lên cao đúng không nào, và tốc độ màn chập xuống thấp, thì ngay khi mà mình ra ngoài trời thôi, nó lập tức nó cân bằng sáng lại trong ta. Khẩu độ f2.4 và góc của nó lên tới là 16mm, mỗi góc nó cực kỳ là rộng. Và module nó phải nói là nó quá nhỏ luôn ấy. Camera thì kích thước rất là lớn và mang lại cho ta chất lượng hình ảnh phải nói là trên một tuyệt vời luôn. Mình có thể sử dụng cái chiếc Action Cam này để quay những thước phim rất là đẹp, màu sắc cực kỳ là đẹp. Và mình khuyến khích anh em là quay vào những ngày trời nắng nhé, bởi vì là cái màu của những cái ngày trời nắng, trời nó trong ấy, cực kỳ phê luôn. Tiếp theo thì sẽ tới đấy chính là chiếc Insta 360 phiên bản cam 360 như thế này. Thì với cái module camera 360 như thế này, mình cũng dành một cái lời khen rất là hay ho cho nó, bởi vì là mình thì nếu như mà anh em theo dõi channel của Tokyo Camera, nếu mà anh em xem cái video mới đây thôi của mình, thì anh em sẽ thấy rằng là mình có kết hợp cái chiếc camera 360 độ này với cả cái chiếc kính Oculus Quest 2. Khi mà mình quan sát hình ảnh trên đấy nó cực kỳ là đẹp anh em ạ. Và có một cái lời khen nữa, đấy chính là cái điểm yếu của những chiếc camera 360, cái điểm yếu cố hữu của những chiếc camera 360 là cái điểm giao nối giữa ống kính mặt trước và ống kính mặt sau ấy, lúc nào nó cũng sẽ bị chênh có một đoạn anh em ạ. Đấy. Những phiên bản năm ngoái thường lúc nào cũng sẽ bị chênh có một đoạn. Nhưng mà với phiên bản Insta RS của năm nay thì mình thấy rằng là nó hạn chế đi rất rất là nhiều cái phần đó rồi, và gần như là chúng ta sẽ không thể nhìn được các cái đoạn khớp nối đó nữa. Chỉ riêng cái đoạn bên dưới này này, tức là cái vị trí mà lắp cái gậy cầm tay của anh em ấy, đấy cái vị trí dưới cùng này, thì nó không thể chữa được rồi. Cái đấy nó là kiểu nó cố, cái thuật toán của máy nó cố nó xử lý để làm sao cái gậy chúng ta nó tàng hình đi ấy, thế nên nó xóa, nó chắp vá cái phần đó lại, cho nên là nó sẽ bị kiểu bị khó chịu cái đoạn đó một chút. Nhưng mà nó chỉ ở nằm ở phần dưới cùng thôi, vì chúng ta ít khi quan sát cái phần đó, còn ở phần trên đỉnh đầu hay là tất cả xung quanh, những cái phần khớp nối đó gần như là năm nay nó cải thiện chúng ta rất là tốt. Đó là cái lời khen đầu tiên của mình. Tiếp theo thì về cái chất lượng màu sắc và chất lượng hình ảnh của chiếc camera này 5.8K nó mang lại cho mình, 5.7K nó mang lại cho mình một chất lượng hình ảnh nó cực kỳ là sắc nét và màu sắc nó rất đẹp. Mình có thể gắn cái chiếc camera này lên đầu, mình đi xe máy đi ra ngoài đường và mình có thể zoom vào bất cứ một thứ gì mình nhìn thấy ở bên đường. Nếu như mà chiếc camera này không bị che khuất, nó có thể zoom vào rất là sắc nét anh em ạ. Đó là một cái điểm cộng rất là lớn đúng không nào. Tuy nhiên có một điểm trừ ở đây, đó chính là khi mà chúng ta quay ở chế độ 5.7K, pin sẽ bị tụt khá nhanh. Đó là thứ nhất, máy thì sẽ không bị quá nóng đâu, bởi vì khi mà chúng ta gắn ở ngoài như này, gió nó thổi vào là mát bằng gió mà, cho nên nó sẽ không bị quá nóng. Nhưng mà cái điểm mà mình hơi đau đầu một chút, đấy chính là nó bị tụt pin khá nhanh anh em ạ. Đấy, mình chưa thử quay đến hết pin bao giờ cả. Mình thời gian tới thì mình sẽ cố mình test thêm cho anh em, quay đến hết pin thì thôi anh em nhé. Đó, anh em có thể xem qua một số cái shot hình mà mình đã ví dụ cho anh em sẽ thấy rằng là cái mức độ đẹp của hình ảnh năm nay nó làm tốt hơn bao nhiêu. Và tất cả hình ảnh mình show lên cho anh em đều là màu gốc anh em nhé, tất cả đều là màu gốc hết. Đấy, nó phê cỡ nào.
Nếu như mà với những phiên bản trước đây thì màu sẽ khá là nhợt đúng không nào? Để mà có được những cái màu đẹp như thế chúng ta phải kéo gần như là gãy cả tay đi. Thì bây giờ đây, màu gốc đã mang cho ta một chất lượng màu sắc nó sáng, nó đẹp, nó tươi như thế rồi. Rất là phê. Đó, đó là cái cảm nhận đầu tiên của mình về những cái chiếc Action Cam One RS của năm nay anh em nhé. Còn anh em, nếu như mà anh em đã từng trải nghiệm qua cái chiếc Action Cam này rồi, anh em cảm nhận gì hãy chia sẻ phía bên dưới cho mình biết. Năm nay thì phải nói rằng là hai chiếc Action Cam này, hai cái module này rất đáng để anh em trải nghiệm qua đấy. Chất lượng cực kỳ tuyệt vời. Đó. Nếu như mà anh em muốn có một sự kết hợp hay ho thì nữa thì anh em hãy sắm thêm cho mình một chiếc kính Oculus Quest 2 hiện đang có tại cửa hàng Tokyo Camera anh em nhé. Khi mà anh em quay và chụp hình ở trên chiếc Action Cam này, sau đó anh em copy vào trong cái kính và anh em có thể xem những hình ảnh 360 độ mà mình đã vừa tạo ra trực tiếp ở trên kính đó. Chúng ta hóa thân thành một người tí hon xem cực kỳ phê. Nếu như anh em muốn biết chi tiết hãy click vào video mình để ở góc bên phải phía trên anh em nhé. Còn bây giờ thì đừng quên cho chúng mình xin một like và một sub cũng như là nhấn nút chuông để không bỏ lỡ video mới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.